Chị ơi,
Cua giòn ngon quá, phải thử mấy lửa mới được. Bán đi, bán đi. Cái cua giòn ngon quá. Mít đê. Yeah.
có bổ ít nhá. Các bạn có thích ăn mít không? Ngọt quá. Cô bóc mít cho con ăn nhá. Đi về đi con ơi. Hello.
Thank you.
nhiều đường ăn cũng chín. Bánh cứng đơn như đá. Thank you.
Con ăn được 3 bát cơm á? Ui giỏi thế á. Thế năm nay con học lớp mấy? Em con có được học sinh giỏi không? Con học sinh giỏi à? Em phấn đấu sang năm học sinh giỏi nhá. Để học sinh giỏi cô thưởng nhá. Ba bát của á?
Thank you.
đây luôn đây con. Chứ cái mầm thôi. Ở lên mớ này đi. Nó cái ngọn nó nhiều ấy. Hai cái lơ kia cặp mấy nó nhau. Các bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mươi về rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ra đây lúc cái hương nó đi nó ship thì bà cắt rồi. Anh hồi đồng nóng bỏ là 3 túi vòng 3 2 tiền bà. Loại ở đâu ấy? Loại ở đây. Loại này là loại quả nước xuôi mang lên đây không ạ? Quả xuôi của nó quả to ngon lắm. Nó chắc này mà bà nhỉ. Bà không muốn nhặt đấy. Đủ chưa? Bà đủ cái đủ thôi ạ.
này, cái kim quả này xấu. Đẹp quá thì các bà lại sợ là người ta phun thuốc. Tay đi Thomas. Vâng.
cho xong rồi. Em muốn ăn gì nữa không? Anh có gà với cả có mướp đắng rồi, em muốn ăn gì nữa không? Nhân cơm em ơi. Không, lâu lâu rồi nấu cơm. Bun, ăn cơm nào. Ăn cơm đi Bun. Thế nào? Ngon đấy nhỉ. Đây ăn nhiều rồi nhé. Em ăn đi. Ngon đi. Thank you.
bạn ấy rồi. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về nhỉ? Vâng. Anh làm bàn đẹp đấy. Đẹp không? Mệt không? Em không. Rửa chân tay đi, không là để anh nấu cơm cho anh. Nước bột kết bưởi theo bộ đầu đấy. Em mua món gì đấy?
Đây. Đó. Được nha. Mời Bun nha. Come on.